Sách đệ nhị luật chương 4, giữ luật Chúa là khôn ngoan. Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy, anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà tôi truyền cho anh em. Chính mắt anh em đã thấy điều Đức Chúa làm tại Baal Peor. Mọi kẻ theo Baal Peor thì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã tiêu diệt, không cho sống giữa anh em. Còn anh em, những kẻ gắn bó với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thì hôm nay đều còn sống cả. Hãy xem, tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Phải có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em mặc khải tại núi Khô Đất? Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữa mình, đừng quên những điều mắt anh em đã thấy và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em. Trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em. Ngày mà anh em đứng trước mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tại núi Khô Lết, Đức Chúa đã phán bảo tôi, hãy tập hợp dân lại cho ta sẽ cho chúng nghe những lời của ta, để chúng học cho biết kính sợ ta mọi ngày chúng sống trên mặt đất, và để chúng dạy cho con cái chúng. Anh em đã lại gần và đứng dưới chân núi, núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt, Đức Chúa phán với anh em từ trong đám lửa. Anh em nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy hình bóng nào, chỉ có tiếng thôi. Người đã thông báo cho anh em giao ước của người, giao ước mà người chuyển cho anh em đem ra thực hành. Đó là 10 lời người viết trên 2 bia đá. Phần tôi thời đó, Đức Chúa truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp sang chiếm hữu. Anh em hãy cẩn thận giữ mình. Anh em đã không thấy hình bóng nào ngày Đức Chúa phán với anh em tại núi Khôn Rết từ trong đám lửa. Vì thế đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì, hình người nam hay người nữ, hình bất cứ loài vật nào trên mặt đất, hình bất cứ loài chim chóc nào bay trên trời, hình bất cứ loài nào bò dưới đất, hình bất cứ loài cá nào ở trong nước phía dưới mặt đất. Khi anh em ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng bị lôi cuốn mà sụp xuống lạy và phụng thờ chúng. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phân chia chúng cho mọi dân thiên hạ. Còn anh em thì Đức Chúa đã chọn lấy anh em và đưa ra khỏi cái lò đun sắt là Ai Cập, để anh em trở nên dân người, nên cương nghiệp của người như ngày nay. Dân sẽ bị phạt và trở về với Chúa. Vì anh em, Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với tôi, và người đã thề là tôi sẽ không được sang sông Jordan và không được vào miền đất tốt tươi mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp. Tôi sắp phải chết tại đất này. Tôi sẽ không được sang sông Jordan, còn anh em thì sắp sang và sẽ chiếm hữu miền đất tốt tươi ấy. Anh em hãy ý tứ, đừng quên giao ước mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã lập với anh em. Đừng làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã cấm anh em. Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tuông. Khi anh em sinh con cháu và ở lâu trong xứ, nếu anh em ra hư hỏng, làm tượng thờ mang hình ảnh bất cứ cái gì và làm
đều giữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà siêu giận nguội, thì hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em, chắc chắn anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất mà anh em sắp sang sông Jordan để chiếm hữu. Anh em sẽ không sống lâu ở đó, vì anh em sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa các dân, anh em sẽ chỉ còn là một số người giữa các dân nước mà Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. Tại đó, anh em sẽ phụng thờ các thần do tay người phàm làm ra là gỗ và đá, không nhìn, không nghe, không ăn, không ngửi. Từ chỗ đó, anh em sẽ tìm Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và anh em sẽ thấy nếu anh em hết lòng hết dạ kiếm tìm người, khi anh em gặp cảnh ngặt nghèo, khi tất cả những điều ấy xảy ra cho anh em sau này, anh em sẽ trở lại với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em và sẽ nghe tiếng người. Thật vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là Thiên Chúa từ bi, người sẽ không bỏ mặc anh em, sẽ không tiêu diệt anh em, sẽ không quên giao ước người đã thề với cha ông anh em. Được Chúa chọn là một hồng ân. Anh em cứ hỏi, những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng lên con người trên mặt đất, cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã xa công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa mọi dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn đáng tởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Chính anh em đã được cho thấy những điều đó để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa và ngoài người ra không có thần nào khác nữa. Từ trời, người đã cho anh em nghe tiếng người để dạy dỗ anh em. Dưới đất, người đã cho anh em thấy ngọn lửa lớn của người và anh em đã nghe các lời người phán ra từ trong đám lửa. Bởi vì người đã yêu thương cha ông anh em, nên sau các ngài, người đã chọn dòng dõi các ngài và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của người đưa anh em ra khỏi Ai Cập. Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh em cho khuất mắt anh em để đưa anh em vào đất của chúng và ban cho anh em đất ấy làm gia nghiệp như anh em thấy hôm nay. Vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy, anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em. Ba thành là nơi ẩn náu. Bây giờ, ông Mô-xê tách ra ba thành ở bên kia sông Jordan về phía đông, làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân đã ngộ sát người đồng loại mà trước đó không thù ghét người ấy. Nó sẽ vào ẩn náu tại một trong các thành ấy và sẽ được sống. Đó là Bê-xê, trong sa mạc, trên đất cao nguyên, cho chi tộc Ruben, Ramoth, trong biển Gala-át, cho chi tộc Gad, và Golan, trong biển Ba-san, cho chi tộc Mô-na-xê. Diễn từ thứ hai của ông Mô-xê. Đây là luật mà ông Mô-xê đã trình bày cho con cái Israel. Đây là những thánh ý, thánh chỉ và quyết định mà ông Mô-xê đã công bố cho con cái Israel khi họ ra khỏi Ai Cập, lúc họ đang ở bên kia sông Jordan, trong thung lũng đối diện với Bê-tơ-o, trong đất của Sinh-khôn, vua người Ê-mô-ri đóng đô ở Khét-bôn. Ông Mô-xê và con cái Israel đã đánh bại vua ấy khi họ ra khỏi Ai Cập, đã chiếm hữu đất vua ấy và đất của Ốc, vùng biển Ba-san, là hai vua người Ê-mô-ri ở bên kia sông Jordan về phía đông, từ A-rô-e trên mé thung lũng Ác-môn đến núi Si-ôn, tức là núi Khét-bôn, với tất cả thung lũng Arava bên kia sông Jordan về phía đông đến biển Arava phía dưới sườn núi Pisgah.